nên gia đình rất là thương quý. Vì công tử Khương Di này muốn gì là được nấy, nhưng mà tâm tính của vị này là thích đi săn bắn. Do đó một hôm nhân một cái ngày sinh nhật 16 tuổi, thì vị này tổ chức cùng với bạn bè vào cái khu rừng kế bên cái quan viên để mà săn bắn. Khi mà đoàn người vào đến khu rừng thì công tử Khương Di này thấy một con chim kỷ rất là đẹp, nó đậu trên một cây khóm trúc. Lúc đó bạn bè mới đưa cái cung và một mũi tên, nói rằng ngày nay là cái ngày tốt của công tử, là một ngày sinh nhật của công tử, thì xin xin công tử hãy bắn con chim kỷ này để mà làm một cái bữa ăn cho cái sinh nhật của công tử được vui vẻ hơn. Thì công tử Khương Di lấy cung và lấy mũi tên, vừa mới cầm giơ lên thì một mũi tên vô tình của một vị thợ săn nào đó đúng về cái hướng, nó đối nghịch lại với công tử Khương Di. Do đó khi mà hai người cùng buông tên thì cái mũi tên của vị thợ săn này bắn trúng ngực của công tử Khương Di. Quý vị nên nhớ rằng cả một gia đình mà có một vị công tử mà mới có 16 tuổi mà bây giờ bị một cái mũi tên xuyên thủng ngực như vậy, thì quý vị biết rằng nó đau lòng đến mức nào. Do đó sự nóng giận của gia đình, khi quan quân phải tìm bắt cho được cái thợ săn đó và đem trước mặt công tử để mà chặt cái đầu, để mà kêu là báo oán. Khi mà người thợ săn này mặt mày ngơ ngác, hốt hoảng, bị trói buộc và đem đến ở bên công tử kia, thì thay vì vị công tử này sẽ hầm hầm nóng giận và sẽ ra lệnh chặt đầu, thì lại trái ngược lại. Cái nét mặt đau khổ của vị công tử Khương Di kia bỗng trở nên có một cái sự vui vẻ. Và công tử này bảo tất cả quan quân mở trói vị thợ săn và mời vị thợ săn đó đến bên cái giường bệnh của mình đang hấp hối. Đây là một cái duyên lành mà có thể nói là công tử Khương Di đã nhìn thấy được cái tiền kiếp của mình, nên đã khởi cái từ tâm tha thứ. Thay vì quán quán nó cứ buộc ràng hoài thì biết bao giờ nó mới có thể giải được cái quan trái đây. Lý do là khi mà công tử Khương Di hấp hối thì lúc đó như một cái tiền kiếp nó hiển lộ ra. Công tử thấy rằng ngày xưa mình là một người thợ săn, mà quý vị biết là một người thợ săn thì họ sống bằng cách là săn muông thú, và họ đem cái thịt muông thú để họ đổi lại thành tiền để mà nuôi cái mạng sống của mình. Thì một hôm người thợ săn đó là tiền kiếp của công tử Khương Di đi đến một cái dãy núi kia, thấy một cái bầy sơn dương, thì vị này khởi một cái tâm rất là ác, không có bắn chết cái bầy sơn dương đó, mà dùng mỗi mũi tên bắn ngay cái chân của bầy sơn dương đó để cho nó đi không được. Và đồng thời mỗi ngày vị này vào nghĩa là làm thịt, mổ thịt để mà đem ra bán. Do cái nhân quả mà công tử Khương Di đã tạo nên, do đó ngày hôm nay sau nhiều lần chuyển kiếp thì con sơn dương đầu đàn, tức là cái trong cái bầy mà dê rừng đó, nó thường thường đó, nó đi có bầy, và trong bầy đó nó thường thường có một cái vị đầu đàn, một cái bầy nai hay một bầy sơn dương đều có hết. Thì sau nhiều kiếp mà luân chuyển đó, thì con sơn dương chúa ngày xưa bây giờ nó tiến hóa làm người, và cái người mà bắn cái mũi tên vào ngực của công tử Khương Di chính là con sơn dương chúa. Đây là một cái quan trái, một cái quả báo mà chính mình ngày xưa mình đã tạo nên. Nhưng mà may mắn cho công tử Khương Di là trong lúc hấp hối,
thì còn mở được một chút như là ánh sáng để thấy được cái tiền kiếp của mình. Do đó không còn đem cái tâm sát hại đối với người thợ săn nữa, mà vui vẻ tha thứ cho người thợ săn này. Như vậy thì quý vị thấy rằng nhân quả không tha thứ cho bất cứ ai. Khi mà mình đã gieo một cái nhân quả xấu rồi thì trước hay sau gì nó cũng đến với mình. Cũng như quý vị đã từng đọc kinh Phật, thấy ngài A Xà Thế giết Phụ Vương là một cái vị vua để mà cướp ngôi. Nhưng mà nếu quý vị gõ lại cái tiền kiếp thì ngài A Xà Thế cũng đã trong tiền kiếp đã dùng cái thanh gươm. Ngài cha của A Xà Thế trong tiền kiếp đã dùng một cái thanh gươm để giết một cái vị mà tiên nhân đang tu ở trên núi tuyết. Mà vị tiên nhân đó thì không ai xa lạ, chính là sự tái sanh trở lại của vua A Xà Thế. Do đó những cái quan báo trùng trùng điệp điệp đó, nó khiến cho cái người con mất đi cái ý chí để mà tìm cách sát hại cụ dương của chính mình. Trong cuộc đời này thật sự ra tình mẫu tử, tình phụ tử ít có ai mà có thể mà chia cắt được. Nhưng mà khi mà người con cầm cái dao để mà giết cha mình thì đây là một cái oan nghiệt rất là đau thương. Mà tất cả mọi người nên nhớ rằng nó phát sinh từ tiền kiếp mà mình đã tạo. Vì vậy mà khi mà nghe cái nhân quả ba đời này, thầy mong rằng quý vị hãy sanh cái tâm từ bi và tha thứ cho mọi vật. Để chi? Để chính mình trong vị lai được sự an vui và được sự hạnh phúc. Phật nói tiếp: đời nay không vợ do nhân gì, kiếp trước tham mưu gian vợ người. Nếu mà mình đã có vợ chồng hoặc là mình không vợ chồng, nhưng mà mình nhìn thấy vợ người mà có sắc mà mình tìm cách gian dâm, thì chắc chắn rằng trong đời vị lai mình sẽ bị nhân quả là mình sẽ sống cô độc, sẽ không có những người mà sống kế bên mình để lo cho mình từng cái miếng ăn giấc ngủ. Cũng chính tại mình, mà thôi, nhân quả là như vậy. Đời nay ở quá do nhân gì, kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. Ngày hôm nay quý vị thấy có những cái người mệnh phụ, họ vừa lập gia đình thì chồng họ có thể là vì bệnh mà chết, có thể vì đi chiến trận mà chết. Tại sao những người khác họ không bị những nhân quả đó mà chính mình lại bị những nhân quả như vậy? Thì Đức Phật dạy rằng tại vì kiếp trước mình đã có hạnh phúc với chồng con, nhưng mà mình không biết tôn trọng hạnh phúc đó, mình không biết cái sự bình đẳng giữa vợ chồng. Nhiều khi mình làm có tiền, hay là mình làm một cái gia đình có gia thế, rồi bên chồng của mình nghèo quá, mình đâm ra cái tâm khinh khi. Bởi do cái sự mà khinh khi như vậy, thành ra cái quả báo của mình trong đời này mình phải chịu sống cô độc. Làm thân tôi đời do nhân gì, kiếp trước quên ân cùng phụ nghĩa. Quý vị thấy là một cái thân tôi tớ là cái thân rất là tội nghiệp, bị chủ nhân sai khiến và sống trong cái sự mà không bình đẳng giữa con người với con người. Nhưng mà đâu có ai muốn vào ở trong cái hàng tôi đòi này đâu. Nhưng mà cũng chính do nhân quả của mình, do nhân quả của mình quên ơn của những người bạn hiền ngày xưa. Và nhiều khi mình đã quên ơn rồi, mình còn tìm cách mưu hại nữa. Do những cái nhân quả nó như vậy, do đó ngày hôm nay mình trở lại mình học những cái nhân mà chính mình đã gieo từ trước, để cho mình hiểu rõ cái nhân đó. Do đó mình phải làm tôi đòi, làm đầy tớ cho người ta, sanh vào trong một cái gia đình bần cùng, muốn đưa tiếng nói mình cao cũng không ai cho mình được nói. Đời nay mắt sáng do nhân gì, kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. Quý vị thấy có những người mà hiện nay thầy cũng thấy như vậy,
Có những người mà có thể năm nay họ 90 tuổi mà cái mắt họ rất là sáng, và họ không có đeo cái kính cận nữa, họ rất là sáng. Thì như vậy thì trong cuốn kinh này Phật chỉ rõ là tại vì sao? Là tại vì kiếp trước mình đã biết rót dầu để đốt đèn Phật. Cái này là coi như là cái quả báo nhỏ đó. Còn những cái quả báo mà lớn nữa, nhiều khi mình cúng dường mà đốt đèn Phật đó, những quả báo mình sinh lên trên cái cõi trời Đao Lợi Thiên Cung đó, chứ mình không phải ở thế nhân gian này. Bởi vì mình đốt đèn Phật, cái đốt đèn Phật là tượng trưng cho trí huệ của Phật. Đốt đèn Phật là làm cho trí huệ chiếu sáng khắp mười phương, để cho cái trí huệ này nó lan rộng đến cho tất cả mọi chúng sinh, mà để mà được thấm nhuần trong cái Phật pháp. Do đó công đức của đốt đèn cúng Phật công đức rất là lớn. Đời nay đuôi mù do nhân gì, kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. Quý vị thấy rằng cái nhân nào quả nấy, nó rất là vi diệu và rất là hay, bởi vì Đức Phật có trí tuệ siêu tuyệt nên ngài tìm ra cái nguyên nhân nó rất là rõ ràng. Ngày hôm nay mình đuôi mù nhiều cái quả báo lắm, chẳng hạn như là mình làm cho những muông thú bị đuôi mù. Có những người họ ác lắm, họ có thể là họ thấy những con thú cặp mắt rất là đẹp thì họ đâm cho mù con mắt đó để cho họ vui, thì cái nhân đó nó cũng khiến cho mình bị đuôi mù. Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh có nghĩa là mình không rành, mà khi mà người ta hỏi mình lại chỉ. Chẳng hạn thí dụ thôi, bây giờ chỉ đường chẳng phân minh là cái gì, nó có nhiều nghĩa lắm. Chẳng hạn như một vị thầy mà tu, khi Phật tử hỏi về con đường mà tu đến chánh đạo thì mình tu chưa tới, thì mình nói Phật tử à, thầy tu cũng chưa tới, thầy không biết đâu để mà thầy nói. Nhưng mà ở đây sợ rằng người Phật tử đó cười mình, sợ rằng cái người Phật tử đó khinh thị mình, do đó mình đưa những pháp môn mà những pháp môn này nó lại không có chính xác. Như vậy là mình đã chỉ đường người ta đi mà chỉ đường nó sai lầm. Do cái nhân quả này mà mình bị ảnh hưởng ngày hôm nay đuôi mù. Đuôi mù này có nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái sự tướng đuôi mù, là cái người đuôi mù thật. Nghĩa thứ hai, đuôi mù là mình đọc kinh điển mình không hiểu cũng là đuôi mù. Khi nào quý vị đọc kinh điển mà quý vị không hiểu được rõ được lý kinh, đọc hoài mà quý vị cũng không có hiểu gì hết, tất nhiên là mình đuôi mù. Phật nói tiếp: môi miệng xuất thiếu do nhân gì, kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. A Di Đà Phật. Hồi nãy thầy đã nói rằng đốt đèn cúng Phật là đốt cái tâm trí huệ nó sáng suốt. Bây giờ mình thổi tắt đèn cúng Phật, tất nhiên là mình làm cho trí huệ mình nó lu mòn. Thì bây giờ cái quả báo đó là mình chịu xích miệng và thiếu thiếu cái môi. Cái vấn đề này thì ở Việt Nam mình thầy thấy rất nhiều. Có những người họ sinh ra đời không phải là họ sinh ra rồi họ mới bị bệnh và họ sứt môi, mà từ trong thai bào họ sinh ra họ đã bị sứt môi rồi. Những cái quả báo mà từ trong thai bào mà sinh ra nó đã có dấu của tiền kiếp rồi, chẳng hạn như những dấu chàm hay là những cái dấu mà có lông ở trên bàn tay hay ở trên ngực hay là ở trên trán hay là bị sứt môi, đó là một cái nhân quả rất nặng ở tiền kiếp. Những người nào bị những điều này thì mình nên sám hối, mình nên tìm cách mình tu học để cho cái nhân quả của đời trước của mình nó được giải qua. Đời nay câm điếc do nhân gì, xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. Quý vị biết không, cha mẹ là người sinh thành ra mình, nhưng mà có những cái người mà bất hiếu tử, khi mà họ nổi giận lên họ không còn kể gì cha mẹ, thì những người này họ sẽ bị những cái nhân đó mà tạo nên cái báo của họ là bị câm điếc. Quý vị nào có dịp đi về ở miền Tây, khi mà quý vị qua khỏi cầu Bến Lức
chạy qua khỏi Long An một chút, khoảng chừng